Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi livestream hàng ngày của công ty tư vấn du học Hoàng Lương. Các bạn ơi, đến với buổi livestream ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là trường The Hotel School, một trong những trường về du lịch nhà khách sạn nổi tiếng nhất của nước Úc, thì với rất là nhiều lợi thế về địa điểm nè, học phí và cả cơ hội thực tập nữa. Thì khi mà các bạn học tập tại The Hotel School thì đây là một trong những môi trường tốt nhất để các bạn có cơ hội được trải nghiệm môi trường đa văn hóa, cơ hội thực tập và cái quan trọng nhất là chất lượng về ngành du lịch nhà khách sạn tốt nhất. Thì rất là vui khi mà Nguyệt hôm nay á đã mời đến chị Nhung. Thì chị Nhung là đại diện tuyển sinh của trường The Hotel School tại Việt Nam. Thì rất là cảm ơn chị đã tham gia buổi livestream lần này. À, xin chào mọi người, chị là Nhung, đại diện của trường The Hotel School tại Việt Nam. Rất là cảm ơn Nguyệt và Hằng Lương, agent đã có lời mời rất là trân trọng tới chị và The Hotel School để tham gia livestream cùng các bạn học sinh ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn một số thông tin của trường. Thì các bạn ơi, chúng ta hãy bắt đầu vô buổi livestream lần này luôn nha. Thì đầu tiên á, đối với những bạn mà chưa có biết về trường The Hotel School hoặc là chưa có tìm hiểu quá nhiều về ngành du lịch nhà khách sạn tại nước Úc á, thì chúng ta thì chị Nhung có thể giới thiệu về trường mình và tổng quan về trường cho các bạn được biết được không chị? Thế trường The Hotel School thì là một sự kết hợp rất là đặc biệt giữa tập đoàn khách sạn và một trường đại học công lập. Đó là một trường học công lập là Southern Cross University. Trường Southern Cross University thì được thành lập tới nay đã 32 năm rồi, và được khẳng định, cái vị trí của trường được khẳng định đã qua rất là nhiều năm tại Úc. Ngoài ra thì có một sự kết hợp rất đặc biệt, và đây là sự kết hợp đặc biệt nhất, đó là với bên tập đoàn khách sạn Mofa. Thì tập đoàn khách sạn Mofa là bên tập đoàn mà sở hữu và kinh doanh rất là nhiều khách sạn, nhà hàng cũng như là bất động sản tại Úc cũng như là các nước khác trên thế giới. Cái điều này sẽ giúp cho các bạn sinh viên không chỉ nhận được những cái giáo dục, một cái nền giáo dục chất lượng từ một trường công lập tại Úc, mà một trường đại học công lập tại Úc, mà các bạn sẽ có những cái cơ hội việc làm và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong cái với cái sự partnership của Mofa Properties. Chị sẽ giới thiệu với các bạn một số cái hình ảnh về Mofa, một số cái nơi khách sạn cũng như là resort và nhà hàng mà Mofa sở hữu. Đây chỉ là một số hình ảnh thôi. Ví dụ như Intercontinental Hayman Island là thuộc Mofa, hoặc Intercontinental Sydney là cũng thuộc Mofa luôn. Và các bạn có thể thấy các cái properties khác tại các nước khác trên thế giới nữa. Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn sinh viên để các bạn có thể học tập cũng như là làm việc, phát triển sự nghiệp sau này. Thì có thể nói là The Hotel School là một trong những trường cực kỳ chất lượng về ngành du lịch và nhà khách sạn. Thì em tin chắc rằng khi mà các bạn sinh viên đó chị Nhung, các bạn tìm hiểu về một ngôi trường thì các bạn đó cũng sẽ rất quan tâm về thứ hạng và ranking của trường. Thì em được biết là ở trường mình về ranking cũng rất là cao. Thì những ranking đó là như thế nào chị ha? Thì trường The Hotel School đã được thành lập 32 năm, và trong suốt thời gian này thì trường cũng có rất là nhiều ranking tốt. Ví dụ như là trường là đạt number one tại Úc về cái hỗ trợ cho sinh viên quốc tế, và đứng thứ 34 trong cái Tourism and Leisure Management Education. Ngoài ra thì trường được đánh giá 5 sao trong Tourism and Hospitality, đặc biệt là đứng thứ nhất về Educational Experience, đứng thứ nhất về Learning Resources, đứng thứ nhất về Graduate Employment và đứng thứ hai về Teaching Quality. Đấy là những cái ranking rất là đáng đáng chú ý của trường The Hotel School. Các bạn thì các bạn ơi, các bạn cũng có thể thấy là những thứ hạng của The Hotel School cũng được đánh giá rất cao trên bảng xếp hạng của nước Úc. Thì ngoài ranking ra thì campus đa dạng cũng là một trong những lợi thế của The Hotel School tại nước Úc. Trường The Hotel School hiện tại thì đang có 3 campus chính tại Úc, và cả 3 campus này đều nằm ở trung tâm của thành phố luôn. Ở đây chỉ có một số hình ảnh để mọi người có thể nhìn thấy rõ nhất. Thứ nhất, đấy là campus của trường tại Sydney. Mọi người có thể thấy ở đây, campus của trường nằm ngay chính trung tâm của thành phố Sydney và cách nhà hát Con Sò chỉ có 400 mét thôi. Xung quanh là các khách sạn cũng như là tòa văn phòng, tòa office, như các bạn có thể thấy Sheraton này,
Intercontinental Sydney này, Marriott này, Novotel, toàn cái khách sạn 5 sao, 6 sao. Thì cái vị trí địa lý ở ngay trung tâm này sẽ rất dễ dàng cho các bạn sinh viên đi học, di chuyển đi học cũng như là đi làm, khi mà mình làm thêm cũng như là mình đi thực tập ở các khách sạn thì di chuyển cũng rất là dễ. Ngoài ra thì cái địa điểm ở trung tâm này sẽ rất thuận tiện cho các bạn học sinh được tham dự các cái buổi mà trường mời các guest speaker, mời các khách mời tới để tham gia giảng cho các bạn. Những khách mời ở đây sẽ là những giám đốc hoặc là những quản lý nhân sự từ các khách sạn lớn mà trường mời về, thì rất là thuận tiện để cho khách mời có thể tham dự, thay vì là họ phải đi 1 2 tiếng rồi mới đến trường để giảng 45 phút, thì họ có thể đi qua rất là thuận tiện. Bên cạnh campus Sydney thì trường campus của trường ở Melbourne, như các bạn có thể thấy ở đây, cũng nằm ở trung tâm của Melbourne và xung quanh cũng là các tòa khách sạn và văn phòng. Campus của Melbourne thì nằm ngay ở nhà ga trung tâm, gần nhà ga trung tâm là Lander Station. Ở nhà ga trung tâm này thì các bạn có thể bắt tàu miễn phí để đi trong trung tâm thành phố, cũng rất là thuận tiện. Và Melbourne được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống nhất cho sinh viên, bởi vì rất là yên bình và rất là nhẹ nhàng. Và ngoài ra là một campus mới mà trường mới mở cho các bạn sinh viên quốc tế từ năm 2020, đó là campus ở Brisbane. Cũng tương tự như Sydney và Melbourne, thì ở Brisbane, campus của trường cũng nằm ngay ở trung tâm thành phố. Như cái tòa tòa văn phòng này thì các bạn có thể thấy trường học ngay tại đây, và mình có thể nhìn ra sông rất là đẹp, cũng như là các cái tòa văn phòng và tòa khách sạn xung quanh đấy nữa. Thì cái việc mà location này nằm ở trung tâm thành phố, nó rất thuận tiện cho các bạn trong việc đi học, đi làm cũng như là kết nối và mở rộng các cái mối quan hệ xã hội của mình. Các bạn ơi, thì các bạn cũng có thể thấy là tất cả những campus của The Hotel School nó đều nằm trong ba thành phố lớn của nước Úc, đó chính là Sydney, Melbourne và Brisbane, và có rất là nhiều lợi thế ở những vị trí này ha. Đặc biệt là The Hotel School thì đều nằm trong trung tâm thành phố của những thành phố này, thì rất là thuận tiện để các bạn có thể di chuyển nè, tiếp cận được những cái tiện ích xung quanh để có thể là việc học tập của mình trở nên dễ dàng hơn. Và thêm một yếu tố nữa thì trung tâm thì rất là gần khách sạn, nhà hàng, thì rất là phù hợp với ngành nghề của mình đúng không? Và thêm một cái nữa thì cũng rất là dễ dàng để những thỉnh giảng là các thầy cô là chuyên gia trong ngành có thể đến tham gia và truyền dạy dành cho các bạn. Thì campus cũng là một trong những lợi thế rất lớn của The Hotel School. Thì chị Nhung ơi, đối với ngành hospitality á, thì các bạn rất là quan tâm về ngành, về cơ hội thực tập nè và cơ hội làm việc, bởi vì những cái đó là những điều chắc chắn và bắt buộc rồi. Thì không biết những cơ hội đó ở trường mình thì như cụ thể như thế nào chị ha? Hiện tại ở trường The Hotel School, trước khi chị vào về phần thực tập thì chị sẽ nói qua một số các cái lợi ích mà các bạn sẽ có được trong quá trình mà mình học tại trường. Đó là trong cái quá trình học tại trường á, thì các bạn sẽ được tham gia các cái chuyến field trips ở ở trong các cái properties của MUFA. Ví dụ như năm 2019, khi mà COVID chưa chưa có chưa chưa nổ ra, thì các bạn hàng năm thì các bạn luôn tham gia những cái chuyến field trips, nó sẽ nằm trong các khóa học của mình. Thì ví dụ như các bạn sẽ đi thử rượu vang ở trong các cái vườn rượu vang, cái nơi sản xuất rượu, và các bạn sẽ được ăn trưa và thử rượu tại đó, cũng như là xem cái cách vận hành sản xuất rượu vang như thế nào. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ được đăng ký các cái chuyến international field trips. Ví dụ như các bạn sẽ đi Singapore trong vòng 1 tuần, thì trong 1 tuần này các bạn sẽ được trải nghiệm như một thực khách ở đó, được trải nghiệm tất cả các dịch vụ trong khách sạn 5 sao, và các bạn cũng sẽ được xem cách vận hành một khách sạn 5 sao là như thế nào, để từ đó mình sẽ biết được, mình sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức để mình có thể sau này mình áp dụng điều quản lý khách sạn của mình, hoặc là mình áp dụng để sau này đi làm. Bên cạnh những chuyến field trips đấy thì trường cũng luôn mời các guest speaker là những quản lý cũng như là giám đốc từ các khách sạn và nhà hàng và resort về để trao đổi với các bạn học sinh sinh viên về những bên cạnh cái kiến thức chuyên môn thì là những cái kinh nghiệm thực tế, để cho các bạn đâu đó sẽ nhìn được cái bức tranh tổng thể nhất và rõ ràng nhất về, và về cái con đường về ngành hospitality và cũng như là con đường sự nghiệp mà mình sẽ phấn đấu trong tương lai. Ngoài ra thì trong quá trình học á, nếu mà các bạn học sinh mà có những khó khăn gì, cảm thấy môn này khó quá hoặc là môn kia mình hơi đuối, thì có thể liên hệ với trường, trường sẽ gửi người xuống để kèm riêng cho các bạn học sinh, để đảm bảo là cái chất lượng đào tạo và chất lượng sinh viên của trường phải được được guarantee, được đảm bảo, để sau này tốt nghiệp
Đấy là lý do mà khi tốt nghiệp ra thì các nhà tuyển dụng rất là ưa chuộng các bạn sinh viên mà bằng Southern Cross đến từ trường The Hotel School. Ngoài ra thì trường The Hotel School có một văn phòng gọi là Career Office. Nơi này thì là nơi mà sẽ hỗ trợ tất cả các bạn sinh viên về mặt là viết CV, hướng dẫn các bạn lên một CV cho bản thân này, rồi là mock interview cho các bạn. Và trường sẽ mời các quản lý nhân sự từ các khách sạn 5 sao về để mock interview và training cho các bạn để interview như thế nào. Từ đó các bạn sẽ tự tin. Đấy là những cái soft skill mà các bạn sẽ phải sử dụng trong suốt cái thời gian cho tương lai của mình. Nên đấy là những cái kỹ năng mềm rất là quan trọng cho các bạn. Và đó sẽ là cái mà trường muốn đưa cho các bạn để các bạn ready tất cả mọi thứ để sau này ra đi làm part time cũng như đi thực tập. Nói về câu chuyện thực tập thì nó sẽ phụ thuộc vào từng khóa học của các bạn. Thường thì các bạn sẽ được đi thực tập 6 tháng. Mức lương thực tập của trường The Hotel School thì cũng khá là hấp dẫn. Sẽ bắt đầu mức lương thấp nhất là 26.03 đô một giờ. Thường thì mức lương thực tập sẽ dao động từ 26.03 đô tới 30 đô một giờ, và đây là đô Úc. Nếu mà tính ra thấp nhất, cái lương mức thấp nhất thì các bạn đâu đó sẽ kiếm được khoảng hơn 22.000 đô cho 6 tháng thực tập của mình. Và đây là cái cơ hội rất là lớn cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể đăng ký đi thực tập tại Úc, hoặc là mình có thể đăng ký đi thực tập tại nước ngoài, những nơi mà có properties của MUFA, ví dụ như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, vân vân. Bên cạnh các cái, mọi người sẽ thường hỏi chị một câu là đi internship có khó không, hoặc là em có thể cạnh tranh với các bạn khác không, thì chị rất là hãnh diện được trả lời đấy là trường The Hotel School về cái network rất là rộng của mình, rất đa dạng của mình, thì trường có hơn 10.000 cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên, nên là các bạn sinh viên yên tâm thoải mái, mình có rất là nhiều lựa chọn trong cái việc lựa chọn công việc đi internship, chứ mình sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều hay là đầu đá quá nhiều với các bạn khác để có được cái công việc internship của mình. Chỉ quan trọng là mình cố gắng với bản thân và build một cái CV thật tốt cũng như là các cái kỹ năng của bản thân để mình có thể apply đi internship. Các bạn ơi, thì có thể nói là cơ hội thực tập là một cơ hội rất là quý giá trong thời gian mà chúng ta học tập, thì đặc biệt là ngành hospitality và tourism nữa, thì The Hotel School lại mang lại những cái lợi thế đó, và đặc biệt là các bạn sẽ được thực tập trong những nhà hàng và khách sạn rất là lớn, cũng là những đối tác của MUFA Australia luôn. Thì mình nghĩ đây là những cơ hội rất là quý giá, và thậm chí là trong thời gian thực tập, ngoài những kinh nghiệm quý giá mà chúng ta có thể tích lũy được, thì chúng ta cũng có một phần chi phí để chúng ta cũng có thể trang trải trong thời gian này. Và cái quan trọng hơn nữa các bạn, là nếu như chúng ta thực tập tốt thì cơ hội mà chúng ta được ở lại và được giữ lại để có thể làm full time sau khi mà các bạn tốt nghiệp, thì đây cũng là một yếu tố rất là đáng cân nhắc. Thì sau khi mà chị Nhung đã trình bày về những cái lợi thế và chia sẻ với các bạn về những điểm nổi trội của trường The Hotel School rồi, thì em nghĩ là các bạn chắc là cũng mong muốn tìm hiểu sâu vào chương trình giảng dạy của mình rồi đó chị Nhung. Hiện tại thì trường The Hotel School có những cái chương trình, có 6 chương trình giảng dạy chính, và trong đó thì chị sẽ giới thiệu qua hai cái chương trình chính nhất. Những cái chương trình bên cạnh thì những cái chi tiết của từng chương trình học thì mình sẽ, các bạn sinh viên và các bạn học sinh có thể liên hệ trực tiếp với các anh chị bên hàng lương, từ đó thì mình sẽ có những cái tư vấn cũng như là những cái hướng dẫn chi tiết nhất để khi apply vào trường, hồ sơ của mình sẽ rất là tốt. Đầu tiên là về chương trình Diploma thì chương trình này sẽ học trong vòng 1 năm. Trường The Hotel School thì có 3 kỳ nhập học, đấy là kỳ tháng 2, kỳ tháng 6 và kỳ tháng 11. Chương trình Diploma này sẽ áp dụng cho các bạn tốt nghiệp lớp 12, yêu cầu GPA lớp 12, điểm trung bình môn lớp 12 là trên 7.0 và IELTS 5.5 và không kỹ năng nào dưới 5.5. Tiếp đó là chương trình Bachelor, là chương trình đại học. Các bạn sẽ học 3 năm full time và yêu cầu đầu vào GPA lớp 12 sẽ từ 7.5 đến 8.0 trở lên, và IELTS sẽ là 6.5 và không B nào dưới 5.5. Chương trình Graduate Certificate này là chương trình dành cho bậc thạc sĩ. Các bạn sẽ học trong vòng 6 tháng và yêu cầu đầu vào là tốt nghiệp đại học IELTS 6.0, không B nào dưới 5.5. Một cái khá là đặc biệt của trường The Hotel School đấy là khi các bạn học thạc sĩ thì các bạn không yêu cầu phải học đại học của ngành khách sạn, mà các bạn có thể học ở các ngành khác và các bạn chuyển tiếp học thạc sĩ của The Hotel School, nên các bạn vẫn có thể apply master bình thường, không có vấn đề gì cả.
Tiếp theo là chương trình Graduate Diploma. Chương trình này sẽ học một năm và các bạn yêu cầu đầu vào là các bạn sẽ học cần tốt nghiệp đại học và IELTS 6.0 không bên nào dưới 5.5. Các bạn có thể học chương trình này và sau đó chuyển tiếp một năm nữa để học chương trình Master để học để hoàn thành Master trong vòng 2 năm. Cuối cùng đấy là chương trình Master này sẽ học trong vòng 2 năm, yêu cầu đầu vào là tốt nghiệp đại học và IELTS 6.5 không bên nào dưới 6.0. Đối với các cái khóa học của trường á thì chị cũng muốn nói qua đấy là trong cái thời gian mà mình học ở trường thì có cái tỷ lệ có việc làm trước khi tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp của trường rất ấn tượng và đây là một điểm rất mạnh của trường. Nhưng nãy chị có trao đổi là trường có hơn 10.000 cơ hội việc làm cho các bạn học sinh sinh viên. Đấy là lý do mà khi các bạn đi thực tập thì các bạn 69% là các bạn đã có việc làm ngay trước khi tốt nghiệp. Tức là khi các bạn đi thực tập là cái nơi mà mình thực tập đã nhận mình vào làm sau khi tốt nghiệp rồi. Đó và tức là mình cứ thực tập thôi xong sau đó thì là họ sẽ cho mình làm luôn. Và 95% là các bạn có việc làm sau khi tốt nghiệp trong vòng 6 tháng. Đây là những con số rất ấn tượng. Và có một cái điểm nữa, tức là đây cũng là một cái cơ hội cũng như là một cái opportunities và cái quyền lợi của các bạn học sinh. Đấy là trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp thì các bạn vẫn có thể quay lại trường. Trường vẫn sẽ hỗ trợ tìm việc cho mình. Đó, chứ không phải là các bạn tốt nghiệp xong thì trường sẽ là các bạn phải tự tìm việc. Nếu các bạn có thể tự tìm việc trên cái network của mình, đấy là một cái điều mà trường rất rất là welcome. Còn nếu như các bạn muốn hỗ trợ, muốn trường hỗ trợ, muốn trường sử dụng cái network của trường để hỗ trợ cho các bạn tìm việc thì trường vẫn rất là willing là đón các bạn và hỗ trợ cho các bạn tìm việc trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp và tất cả cái này là hoàn toàn miễn phí. Thì với các cái chương trình học này với chương trình học này thì đều sẽ có học bổng. Đây đây là cái bảng phí mà các bạn có thể nhìn rõ nhất. Ví dụ như chị đang nói về chương trình Bachelor, các bạn sẽ học trong 3 năm. Thì ở đây là học phí sẽ là 82.800 đô Úc. Cái cột thứ tư, cái Total Potential Earnings này là trường tính minimum, tính cái số tiền thấp nhất mà các bạn kiếm được trong khi đi làm thêm cũng như là internship. Thì trong cái quá trình học bachelor thì các bạn sẽ được đi internship từ 600 đến 1.000 giờ. Ở đây chỉ mới tính là đang tính 600 giờ với mức lương thấp nhất thì đâu đó các bạn đã kiếm được hơn 73.404 đô. Nên tính tổng con số mà mình phải chi trả ra trong 3 năm học chỉ có hơn 9.000 đô một chút xíu thôi. Và nếu như các bạn nhìn thấy cái dòng cuối cùng là chương trình master học 2 năm với học phí là 52.800 đô Úc thì cái việc mà mình đi làm thêm cũng như đi internship đâu đó nó đã kiếm phải ít nhất là 54.142 đô thì mình có dôi tiền ra để mình có thể trang trải hoặc là mình có thể chi tiêu những cái mà mình yêu thích. Với học bổng thì chị chắc là mọi người sẽ rất là háo hức trong cái phần học bổng này đúng không? Học bổng thì sẽ được áp dụng cho hai chương trình chính là chương trình Bachelor và chương trình Master với yêu cầu là các bạn sẽ phải đạt được những cái yêu cầu đầu vào của khóa học. Ngoài ra các bạn sẽ cần nộp một clip bằng tiếng Anh trong vòng 2 phút và giới thiệu về bản thân cũng như giới thiệu tại sao mình thích ngành này và tại sao mình chọn trường The Hotel School và những cái thủ tục và những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì các bạn về học bổng các bạn có thể liên hệ với các anh chị ở Hằng Lương. Các anh chị ở Hằng Lương rất là chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ các bạn học sinh về giấy tờ cũng như học bổng của trường và đạt được đã giúp các bạn học sinh lấy được rất nhiều học bổng của trường The Hotel School rồi. Nên là các bạn hãy tin tưởng các anh chị ở Hằng Lương và có thể nhờ các anh chị ấy hỗ trợ và hướng dẫn cho cái phần apply học bổng này nhé. Em rất là cảm ơn chị Nhung ha. Các bạn ơi, thì các bạn có thể thấy là đối với The Hotel School thì có rất là nhiều bậc học từ cao đẳng cho tới cử nhân và cho tới thạc sĩ luôn. Và cái quan trọng hơn hết thì mức phí của The Hotel School một năm như vậy thì rất là phải chăng. Và các bạn hoàn toàn có thể học liên thông từ Diploma lên với Bachelor. Ngoài ra hiện nay thì ở The Hotel School thì cũng có nhiều suất học bổng dành cho các bạn sinh viên Việt Nam. Chính vì vậy nếu như mà các bạn quan tâm về trường và mong muốn đạt được học bổng thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với công ty tư vấn du học Hằng Lương để Nguyệt cùng với các anh chị tư vấn viên có thể là hướng dẫn cụ thể dành cho các bạn để các bạn có thể đạt được học bổng nha. Chị Nhung ơi, thì em nghĩ là đối với tình hình hiện nay á, thì dịch COVID và kế hoạch tiêm chủng tại nước Úc cũng là một trong những vấn đề mà các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thì cũng rất là quan tâm. Thì không biết là mình có thể sẵn tiện update về tình hình dịch COVID và kế hoạch tiêm chủng của nước Úc được không chị?
Hiện tại thì cái vấn đề COVID cũng là một cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm. Thì theo cái thông tin của chính phủ Úc từ tháng 6 đó là chính phủ Úc bắt đầu mở cửa, không hẳn là mở cửa mà chính phủ Úc bắt đầu đón các bạn sinh viên từ các nước khác nhau, và chính phủ Úc dự định là sẽ đón 250 bạn sinh viên trong vòng 2 tuần, 250 bạn trong vòng 2 tuần theo các cái chuyến bay như vậy. Và đây là một cái tin rất là vui cho những bạn mà đã có visa sẵn rồi và có thể chuẩn bị tinh thần để sang Úc. Ngoài ra thì về vấn đề vaccine cho COVID-19, chính phủ Úc đợt trước thì có tiêm vaccine, thì họ sẽ tiêm chia chia cái level, tức là cho những người trên 70 tuổi trước, trên 65 tuổi và dần 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 dần. Thì hiện tại là chính phủ Úc đã bắt đầu dục dịch để chuẩn bị tiêm vaccine đến cho các bạn sinh viên và học sinh của Úc rồi. Nên là cái việc về vấn đề vaccine cũng như là trong cái society, trong cái xã hội nước Úc thì bây giờ đang được rất là đảm bảo. Ngoài ra thì chị cũng muốn chia sẻ một số thông tin về cái cuộc sống của các bạn sinh viên tại Úc, của The Hotel School tại Úc trong cái đợt COVID này. Thì các bạn khi mà trừ khi chính phủ Úc lockdown ra thì các bạn sinh viên vẫn được chia ra 70% 60% học học ở trường face to face và 40% học online khi mà các bạn qua Úc. Thế nên là trường cũng cố gắng giữ giãn cách và cũng cố gắng để giữ cho các bạn có thể đến trường học học tập và tạo các cái network cho bản thân của mình. Thì các bạn cũng có thể thấy là thực ra tình hình dịch ở COVID ở nước Úc đã được kiểm soát rất là tốt, và kế hoạch tiêm chủng thì cũng đã được tiêm rất là rộng rãi, cho nên là các bậc phụ huynh và các bạn học sinh hoàn toàn có thể yên tâm để tiến hành về cái việc làm hồ sơ và xin visa của mình, để khi mà mình đã được đậu visa rồi á thì biên giới Úc mở thì mình chỉ việc bay qua đó và mình tiếp tục học trực việc học trực tiếp của mình thôi. Và đối với The Hotel School thì trường họ cũng rất là hỗ trợ về vấn đề là nếu như có học online thì trường cũng hỗ trợ cho các bạn về việc học rất là nhiều. Chị Nhung ơi, không biết nếu như vậy thì về chính sách chính phủ Úc hỗ trợ riêng về ngành hospitality như thế nào chị ha? Thì với các bạn mà học online thì các bạn sẽ với cái kỳ đầu tiên của trường Hotel School thì thay vì các bạn học 3 môn như mọi khi thì trường sẽ hỗ trợ cho các bạn sẽ chỉ học 2 môn thôi để các bạn có thể tiết kiệm cái số môn học của mình để đợi khi nào biên giới Úc mở cửa thì mình có thể qua học. Và trong quá trình học online mà các bạn học các bạn đã có visa thì chính phủ Úc vẫn sẽ tính cái số môn đó cho các bạn để sau này các bạn với ngành hospitality nói riêng và các ngành khác nói chung thì các bạn học 2 năm master hoặc 3 năm bachelor tại The Hotel School tại vì ngành hospitality thì các bạn sẽ được ở đăng ký visa để ở lại Úc trong vòng 2 năm làm việc. Và đây là một cái cơ hội chị nghĩ rất là tốt và cũng như là rất là lớn cho các bạn học sinh sinh viên, để ngoài cái việc mà mình học xong thì mình sẽ có các cái kiến thức thực tế và mình đi làm, mình có experience. Sau đó mình có thể apply tiếp hoặc có những dự định khác hoặc quay về Việt Nam thì lúc đó cái kinh nghiệm cũng như cái CV của mình đã rất là tốt rồi. Thì đến với buổi livestream ngày hôm nay á, thì The Hotel School và Nguyệt cũng có chuẩn bị một video ngắn để có thể giới thiệu về trường cho các bạn. Thì Nguyệt mời các bạn cùng xem video với Nguyệt và chị Nhung nha. My name is Adam Shoemaker. I'm delighted to be the Vice Chancellor of Southern Cross University. I have been to five separate countries outside Australia and I've met alumni from the hotel school in each one of them. So it really tells you something about the global reach of this joint alliance partnership. It's fantastic. The partnership we have is very unique because it connects one of Australia's best universities to the industry. When the industry is moving so fast, there's so much innovation, it's actually making sure that the education is very directly aligned to the needs of the industry. It's what Southern Cross University is all about, the fact that we are the only hotel school in Australia that is a boutique hotel school. You get the degree from the public university, but you're receiving it in a very supported, small environment where everybody knows your name and everybody supports you every step of the way. You're not lost in the system. What I like about the industry generally is that you can choose so many different areas of specialty, and it is a business degree. You're in the business of hospitality, leisure, entertainment, and hotels. It's the hotel school, so that means the best of, the best in breed, and the best in Australia.
Các bạn ơi, thì trước khi kết thúc buổi livestream ngày hôm nay, chị Nhung ơi, không biết là chị có thể chia sẻ lại với các bạn một lần nữa về những thông tin quan trọng nhất và điểm mạnh của trường The Hotel School nữa không ạ? Cảm ơn Nhật. Như chị thấy thì các bạn học sinh và sinh viên rất là quan tâm, thứ nhất là về cái chất lượng đào tạo cũng như là bằng cấp của trường này, thứ hai là về vấn đề internship, và thứ ba là vấn đề cơ hội thực tập cũng như là mình sẽ làm việc sau khi mà mình tốt nghiệp bao nhiêu lâu tại Úc, đúng không? Thì chị sẽ tổng quan lại, thứ nhất là trường The Hotel School là một sự kết hợp rất là đặc biệt giữa một bên là trường đại học công lập đã có từ rất lâu đời tại Úc, đấy là Southern Cross University, và một bên là tập đoàn sở hữu các nhà hàng khách sạn là Mufa Properties. Những cái này sẽ giúp cho các bạn học sinh và sinh viên cả về mặt giáo dục cũng như là về mặt công việc, việc làm và có nhà network trong ngành. Thứ hai là về internship, thì với chương trình internship thì các bạn sẽ đối với chương trình Master và Bachelor thì các bạn sẽ được đi thực tập trong vòng 6 tháng, dao động từ 600 đến 1.000 giờ tùy vào chương trình các bạn học, với mức lương rất là hấp dẫn là từ 26.03 đô tới 30 đô một giờ. Và trong cái quá trình học ở trường thì trường The Hotel School cũng sẽ hỗ trợ các bạn để tìm các cái công việc internship cũng như là part-time job trong quá trình các bạn học. Ngoài cái việc tìm việc cho các bạn học sinh thì trường cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn về mặt viết CV cũng như là mock interview để sẵn sàng và chuẩn bị cho các bạn những cái kỹ năng mềm để các bạn có thể sẵn sàng apply những cái nơi mà các bạn muốn. Và cuối cùng đấy là các bạn sẽ có 2 năm visa sau khi tốt nghiệp khi các bạn học xong chương trình Bachelor 2 năm hoặc 3 năm hoặc là chương trình Master 2 năm khi các bạn học tại Úc cũng như là The Hotel School. Thì Nguyễn hy vọng là đến với buổi livestream lần này, Nguyễn và chị Nhung cũng đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích và đầy đủ về trường The Hotel School nói riêng và ngành hospitality nói chung ở nước Úc. Thì em cũng rất là cảm ơn chị đã tham gia cùng em vào số livestream lần này. Thì nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là các bạn mong muốn có cơ hội gặp gỡ chị Nhung để có thể trao đổi trực tiếp chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Hằng Lương để chúng tôi có thể là kết nối với các bạn và tư vấn cho các bạn lộ trình đúng đắn nhất. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream lần tới. Xin chào tất cả mọi người.